Đây, ông chồng tôi đi uống rượu về này. À, khi thằng chồng chó cho mà xem. Cái chó ăn chưa? À. Chưa ăn chưa? Chưa. Đấy. Khi thằng chồng chó cho mà xem này. Quay cái gì? Chó thì không cho ăn. Đấy. Thì uống rượu về phát là phi thẳng chuồng chó luôn. Các ông chăn chó tàn thế ấy, các bạn. Xuống xem làm gì nhé. Lại ra ôm chó rồi. Để nó đói bụng này à? Đây, ngồi cái tao rồi đây. Hôm nào về cũng phải xoa bụng. Có ăn thì không hỏi này. Ăn thả chó. Ương à, ương à. Đấy. Đi uống rượu có hôm về mà vợ cho bọn nhìn hết này. Đói lăng chằng đây này. Hả? Ngoan nhá. Làm nhà có cái gánh rồi. Ương quên. Ngoan. Massage sửa tí cái này đây đây ạ Ương à mày phải lay gần đây chị chạy không đập cho cái bây giờ đấy anh em người chó gặp được không? Đấy. Đi uống rượu về là chó còn phải nhịn thôi. Đấy, giờ mình lại phải đi đun thức ăn này. Dạ đông đồ ăn như củ này, để cứ để cho nó ăn. Đấy. Lại sẽ lại em cái này có lên cân. Thơm cái gì? Đây rồi. Nặng quá. Đấy. Hơn con mọn các bạn. Nghỉ con. Đây nghỉ con. Bây giờ mà đi uống rượu về mà lại đánh vật với bọn này thì vật lắm. Có khi tôi cho nó vào trong chuồng. Im nào. Các bạn thấy được không? Đi vào chuồng nhé. Đi vào chuồng. Ăn, đi vào chuồng cho ăn nè. Nào nào chưa tư nào thôi ta đi ngủ đây.